Kinh Địa, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phân Thân Tập Hội Hóa Phẩm Thứ Hai Hóa Thân Cùng Quyến Tượng. Lúc đó phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm trăm nghìn muôn đức bất khả thư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thiết, vô số thế giới đều tại cung trời đa nội do nhờ thần lực của Như Lai phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo, cũng đều đông đến nước ước số mười nước Na Ra Tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với thân thân đó thể điều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chính đẳng chánh giác, chọn không còn tội chuyện những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay chôn ăn trong phòng sinh tử ở trong giáo đường, chịu nhiều như đều khổ sở không lúc tạm ngậm ngứt tạm dừng ngứt nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả đã chứng. Khi đó đã đến cung trời đó lại lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Hai Đức Như Lai an ủi vị thác bây giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay xoa bảng do đảnh hóa thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn muôn đức bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thuyết vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sinh căng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế vậy làm cho chúng nó địa phục về tọa bỏ tài về tránh, nhưng trong mười phần mỗi phần một hai phần chúng sinh quen ta tay ác muốn độ chúng đó ta cũng phân ra nghìn trăm mức tân nhập ra nhiều phương trước vào trong chính đó có người căn tánh thăng nhẹ nghe pháp của ta thời tín nhận nhờ nó có kẻ phải ân cần khuyên bảo mới được thành tựu thiện quả họ có vị cái tội nghiệp quá nặng nên chẳng nào đem lòng nghĩ tin hộ ta phân ra nhiều thân một đa thân và nhiều thân mỗi dầu hát chúng sinh mỗi hạng khác nhau mỗi khác nhau như thế hạng kể ra thân trai hoặc kiện thân gái hoặc kiện thân trời trọng hoặc kiện thân quỷ thần hoặc kiện thân thần dân dùng đối ở trong mọi ao rạch suối để làm lợi ích cho mọi người để rồi đó họ được giải thoát hoặc kiện thân tiên đế hoặc kiện thân phạm vương hoặc kiện thân vật chuyên nhân hoặc kiện thân quốc vương hoặc kiện thân cư vĩ hoặc kiện thân vệ phụ hoặc kiện thân các hạng quan thuộc hoặc kiện thân kỳ đeo hoặc kiện thân tỳ kheo tỳ kheo mi yêu bản tắc yêu bản di nhẫn hiện ra thân thanh thân banh na binh thi phật bảo bồ tát để hóa độ chúng sinh chứ chẳng phải để trận hiện ra thân phật trước chúng tôi đâu để tạo công xem đã ta đã trải qua bao nhiêu kiếp nhỏ nhằn độ sát chúng sinh căng cường được thuộc khổ khai rồi đầy thời khổ khó khăn như thế ngoại ra những trẻ kẻ chưa được điều phục thời phải theo nghiệp mọi tọa báo nên chúng nó bị đọa và được các giữ chịu được sự thống khổ thời ông nhân ghi ta cũng trời đau đời ân cần bỏ trước đây mà các độ chúng sinh đã ra chúng sinh trong vai ba ta bà này đến nước Phật Di Lặc ra đời đều đã thoát khỏi các điều khổ gặp Phật được Đức Phật tỏ khí bây giờ những hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát ở trước tới thế nghiệp chung lại một hình thế này thương cảm và bạch cùng Đức Phật rằng từ số kiếp lâu xa đến nay con nhận Đức Thế Tôn tiếp độ ra chịu đã con được thần tử chẳng thể nghĩ bản tưởng lớn con phân thân hình ra ở hàng trăm trăm nghìn muôn đức hàng ngàn xa thế giới trong mỗi thế giới hóa nghiệm trăm nghìn muôn đức thân mỗi thân hóa độ trăm nghìn muôn đức để làm cho quy kính nguyên tâm bảo phải vòng sinh tử hưởng vui niết bàn nhưng chúng sinh nào nơi trong Phật pháp thì làm vượt đạch bằng sợi nâng hạt nước giọt cát hoặc một bụi nhỏ hoặc chừng mảy nông tóc con đều độ thoát lần lần làm cho con được lợi ích lớn vui mong Đức Như Lai chớ vì chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà tranh nọ nó nắng vui mong Đức Như Lai chớ vì chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà tranh nọ nó nắng ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế lúc ấy Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng hai tay ta hỗ trợ cho được tại nguyện từ số kiếp nó ra đến nay phát nguyện độ thoát chúng sinh trong thời khổ thời trong người ông liền chứng đạo quả bồ đề. Ha ha ha, Bổn Sâm Mô Ni So Ha.